Chào mừng các bạn đến kênh xe máy Hòa Bình Minh và mình là Thu Huyền. Ngày hôm nay thì mình lên video này để báo giá cũng như giới thiệu cho các bạn một số dòng xe đang hiện có tại cửa hàng. Và như các bạn đã biết thì chúng ta đang ở trong những ngày tháng 10 và trong tháng 10 này có một ngày lễ rất là quan trọng của chị em phụ nữ chúng mình. Và Huyền sẽ lên video này chủ yếu nói về những cái dòng xe tay ga, những cái dòng xe mà hợp với chị em phụ nữ để cho các anh này để có thể mua tặng vợ, tặng bạn gái hoặc là tặng mẹ, hoặc là các chị em chúng mình có thể là tự mua quà để tặng cho chính mình chẳng hạn. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số dòng xe. Đầu tiên đó là xe Lít. Đối với xe Lít này thì bên mình sẽ có 3 bản. Và đợt này thì xe Lít về cũng khá là nhiều và đủ màu cho các bạn lựa chọn nhé. Ở bên cạnh Huyền đây chính là bản cao cấp màu xanh. Và giá của bản này hôm nay sẽ là ngoài 44 triệu là nguyên xe ạ. Nguyên xe tức là chưa có những cái thiết trang trí phụ kiện như thế này, chưa có dán xe gì hết. Và ngoài ra ở bản cao cấp này nó sẽ còn màu đỏ nữa. Và các màu trong cùng một bản này thì nó sẽ bằng tiền nhau. Và ngoài ra thì cũng Huyền có bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt nữa. Bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có màu trắng và nó sẽ giá nó sẽ tốt hơn cái bản cao cấp này một chút, nó chỉ khoảng ngoài 42 triệu thôi. Và còn bản đặc biệt thì giá khoảng ngoài 46 triệu, có hai màu, màu đen nhám và màu bạc. Thì các bạn có thể nhanh tay liên hệ với Huyền qua số 0836085599 thì Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Và sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi thì các bạn hãy tag nhẹ người yêu hoặc là chồng mình vào cái video này để có thể là sẽ được nhận một phần quà thật là ý nghĩa trong ngày 20 tháng 10 sắp tới ạ. Tiếp theo thì Huyền xin giới thiệu đó chính là dòng xe Honda Vision. Đợt này thì Honda Vision về cũng khá là nhiều và đặc biệt là những cái bản như là bản cá tính và bản đặc biệt là những cái bản mà rất là nhiều chị em quan tâm. Ở đây Huyền có bản cá tính ạ. Bản này thì hiện tại giá nó cũng đang được hỗ trợ một chút rồi và chỉ còn khoảng ngoài 45 triệu cho bản này thôi ạ. Và đối với xe dòng xe Vision này trong tháng này thì Huyền đang có hỗ trợ về giá rất là tốt như vậy này. Thứ hai nữa là Huyền cũng có rất là nhiều quà cho các bạn lựa chọn. Mua xe thì bạn sẽ được chọn một trong 3 phần quà như sau. Một là một sạc dự phòng của Samsung, hai là một set son 3 cây của Sonmax và ba là một phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Vitis. Cái này thì bạn sẽ được chọn một trong hai. Ngoài ra thì bạn vẫn có những phần quà của cửa hàng nữa. Và những cái phần quà này thì rất là hấp dẫn. Các bạn hãy lên nhanh cửa hàng của Huyền ở tỉnh Phú Thọ hoặc là các vùng lân cận như Tuyên Quang hoặc là Vĩnh Phúc thì cũng có thể liên hệ với Huyền để Huyền có thể hỗ trợ bán giao xe cũng như là chiếc xe cho các bạn nhé. Và tiếp theo thì ở bên đây thì Huyền đang có một xe Lít màu trắng bản tiêu chuẩn. Như Huyền đưa báo giá như vừa nãy là khoảng ngoài 42 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và đối với chiếc xe này thì rất là nhiều chị em săn đón bởi vì là một chiếc xe mà nó đầy đủ tiện ích này, kiểu dáng đẹp, cốp xe rộng và động cơ 125 rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn. Chúng ta có thể đựng được rất là nhiều đồ trong cái cốp này cũng như là rất tiện trong cái việc mà đi lại cũng là chở đi lại cũng như là gia đình mình có thể là nhiều người ngồi xe này ạ. Tiếp theo thì Huyền xin giới thiệu đó chính là dòng xe SH1. Đối với dòng SH1 này Huyền cũng có 3 bản. Và bản bên cạnh Huyền đây thì đang có giá khoảng ngoài 76 triệu. Ngoài 76 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và đối với chiếc xe này thì hiện tại bên Huyền cũng đang có hỗ trợ trả góp với lãi suất thấp. Thì các bạn nếu mà muốn mua xe SH1 thì có thể liên hệ với Huyền. Chỉ cần trả trước từ khoảng ngoài 20 triệu là các bạn có thể lấy xe về rồi. Và tiếp theo thì Huyền xin giới thiệu một cái dòng xe nữa, đó chính là dòng xe SHI. Ở đây Huyền có SH125, 150 và 350. Rồi đối với những dòng xe này thì đã thể hiện được sự đẳng cấp rồi. Và Huyền sẽ xin báo giá của từng loại ạ. Đối với xe SH350 này thì hiện tại chỉ có khoảng ngoài 148 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và đối với xe SHI125 thì giá nó chỉ khoảng ngoài 82 đến ngoài 97, ngoài 92 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Đối với SH150 thì chỉ khoảng ngoài 97 triệu và ngoài 115 triệu tùy từng bản phanh là bạn có thể sở hữu chiếc xe SH này rồi ạ. Tiếp theo thì mình sẽ quay cho các bạn về chiếc xe Vision màu đỏ mà khá nhiều bạn đang hỏi Huyền thời gian hiện tại. Bởi vì là màu đỏ là một cái màu rất là bền màu, nó không bị lỗi mốt như là đi rất là sang. Và đối với cái bản này thì hiện tại giá của nó cũng rất là ưu đãi. Đối với bản xe Vision này thì hiện tại giá nó chỉ khoảng
38 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và khi mua xe thì bạn vẫn sẽ được tặng một trong 3 phần quà như Huyền vừa kể trên: sạc, son hoặc là phiếu mua hàng. Ngoài ra thì bạn vẫn được tặng quà của cửa hàng như mũ bảo hiểm, áo mưa hoặc là một lần thay dầu miễn phí. Các bạn hãy nhanh tay liên hệ với Huyền qua số 0836085599 hoặc là truy cập vào fanpage xe máy Bình Minh Phú Thọ để Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Tiếp theo ở bên này thì Huyền xin giới thiệu một số dòng xe tay côn tay và một số dòng xe ga dành cho ở đây thì Huyền đang có xe AB160. Với bản tiêu chuẩn này thì giá hiện tại thì nó chỉ khoảng ngoài 57 triệu là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Đối với chiếc xe bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ là sơn bóng và có hai màu, màu xanh và màu đỏ ạ. Ngoài ra thì cái bản 160 này còn một màu bản đặc biệt nữa. Nó sẽ là màu xanh nhám và giá nó chỉ khoảng ngoài 59 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Đối với một xe AB này thì còn bản 125 nữa. Bản 125 thì giá nó sẽ tốt hơn một chút. 125 này thì đối với bản tiêu chuẩn này thì nó chỉ khoảng ngoài 43 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Còn nếu bạn muốn màu đen nhám ấy thì chỉ khoảng ngoài 48 triệu là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi ạ. Và tiếp theo thì Huyền xin giới thiệu một cái dòng xe côn tay mà đang được rất nhiều các bạn săn đón. Đó chính là dòng Winner X ạ. Đối với chiếc xe dòng Winner X này thì sẽ có 3 bản. Bản thể thao, phanh đĩa thường này thì giá chỉ khoảng ngoài 36 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và hiện tại thì bên Huyền đang có hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%. Các bạn hãy nhanh tay liên hệ với Huyền để có thể là mua xe trả thẳng hay là trả góp. Bởi vì là cái lãi suất 0% đấy nó chỉ chạy trong tháng này thôi. Và cũng đối với cái lãi suất 0% này ấy thì cũng chỉ ở bên cửa hàng Huyền mới làm được thôi ạ. Thì hãy liên hệ ngay với Huyền để có thể là làm cái chương trình này nhé. Và ngoài ra thì nó sẽ còn bản phanh ABS nữa, nó chỉ khoảng ngoài 38 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và trong này thì Huyền đã trưng bày khá là nhiều xe rồi. Thì ở bên ngoài Huyền cũng trưng bày khá là nhiều xe nữa, thì mời các bạn hãy cùng theo Huyền ra ngoài để có thể là các bạn ạ. Ở ngoài này thì Huyền vừa về được khá là nhiều xe SH. Và đối với xe dòng xe SH này thì các bạn có thể là lắp các bộ bảo vệ trang trí như ở đây. Huyền đã lên cái mặt nạ này cho các bạn này. Ở đây lên mặt nạ, đây mặt nạ nguyên bản của nó đây. Ở đây thì Huyền đã lên mặt nạ rồi. Hoặc là Huyền đã độ vành đen rồi. Đấy, độ vành đen này thì cũng chỉ khoảng hơn 1 triệu thôi. Và đối với dòng xe SH này thì nếu như các bạn vừa lên mặt nạ độ vành đen thì nó dáng nó sẽ giống như kiểu SH nhập ngày xưa ấy. Đấy, và các bạn có thể liên hệ với Huyền thì có thể Huyền làm những cái dịch vụ đó trước cho các bạn nhé. Để khi các bạn lấy thì đến chỉ cần lấy xe thôi. Ở đây thì Huyền đang trưng bày một chiếc AB160 đây. Bản đặc biệt mà Huyền vừa báo giá bên trong nói là ngoài 59 triệu đấy ạ. Cái bản này thì rất là nhiều anh em thích này. Bởi vì màu của nó năm nay mới có này. Thứ hai nữa là màu sơn nhám. Sơn nhám này thì nó sẽ được độ bền của nó sẽ cao hơn, đẹp hơn, nhìn thời trang hơn. Cái này thì các bạn có thể liên hệ với Huyền để lấy xe nhé. Ở đây thì Huyền cũng đang trưng bày một chiếc xe SH150 bản nhạc đen nhám. Bản này thì cực kỳ hiếm luôn. Bản này thì các bạn có thể liên hệ với Huyền để có thể là biết giá này, hay là lấy xe hoặc đặt xe. Bởi vì bản này về cực kỳ ít ạ. Tiếp theo thì Huyền xin được quay cho các bạn một số cái dòng xe nữa. Đó chính là xe Vision bản cá tính và đặc biệt. Đối với hai chiếc xe này thì như Huyền đã báo giá ở trên, đợt này nó đã được hỗ trợ giá rất là nhiều. Ngoài ra còn quà tặng nữa. Các bạn có thể liên hệ với Huyền để có thể là lấy được chiếc xe này nhé. Ở đây thì Huyền đang có một chiếc xe CBR. Đối với chiếc xe này thì là một bản cực kỳ hiếm. Cái này thì có khách đặt thì Huyền mới lấy về, hoặc là tức là bản này cực kỳ hiếm về này. Giá của nó thì đợt này cũng khá là ổn đấy ạ. Đối với chiếc xe này thì chỉ khoảng ngoài 70 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và nó sẽ có 3 màu, màu đen này, màu đỏ đen này và màu đỏ của bản HRC ấy, giống như bản HRC của Winner X ấy ạ. Các bạn có thể liên hệ với Huyền để Huyền có thể là quay cũng như là gửi ảnh cho các bạn để các bạn có thể tham khảo nhé. Các bạn còn muốn Huyền lên dòng xe nào hay là báo giá dòng xe nào thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Hoặc là liên hệ với Huyền cái số mà Huyền cũng đang ghi ở bên dưới đấy ạ. Thì các bạn hãy liên hệ ngay với Huyền để được sở hữu những chiếc xe rất là đẹp và thời trang ạ.